Mới đây trong chuyến thăm của chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Argentina, chính phủ hai nước đã ký kết các hiệp định hợp tác trong lĩnh vực năng lượng và cơ sở hạ tầng. Phía Trung Quốc cho biết sẽ tài trợ Argentina ở các lĩnh vực như năng lượng và đường sắt ở Argentina trong bối cảnh nước này đang phải đối mặt với nguy cơ vỡ nợ. Tổng thống Argentina cho biết, chính phủ hai nước đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược. Theo đó, Trung Quốc sẽ tài trợ 4,7 tỷ đô la Mỹ để xây dựng hai đập thủy điện tại Patagonia. Chính phủ Trung Quốc cũng tài trợ thêm 2,1 tỷ đô la Mỹ để nâng cấp tuyến đường sắt vận chuyển nông sản có ý nghĩa quan trọng đối với Argentina. Việc ký kết lần này là những bước đi đầu tiên trong mối quan hệ giữa hai nước. Tôi hy vọng các công ty từ cả hai nước có thể làm việc cùng nhau, để mạnh quan hệ hợp tác, nhanh chóng hoàn thành các dự án đang còn dang dở. Được như vậy thì việc ký kết lần này mới trở thành minh chứng cho mối quan hệ hợp tác bền vững đôi bên cùng phát triển giữa Trung Quốc và Argentina. Argentina là nước xuất khẩu đậu nành lớn thứ ba trên thế giới và Trung Quốc là nhà nhập khẩu lớn nhất của quốc gia này. Bên cạnh đó, hai nước cũng đã ký một thỏa thuận hoán đổi tiền tệ trị giá 11 tỷ đô la, cho phép Argentina ứng phó với một cuộc khủng hoảng thanh khoản và thanh toán hoạt động thương mại với Trung Quốc trong trường hợp gặp khó khăn về ngoại hối. Ngân hàng Trung ương Argentina vừa ký kết một trao đổi tài chính, một thỏa thuận chính trị trị giá 11 tỷ đô la nhằm hưởng tỷ giá ngoại tệ ổn định trong một thời điểm khi chúng ta đang bị các tổ chức đầu cơ tấn công như tôi đã nói lần trước trong cuộc họp thượng đỉnh tại brazil chủ tịch tập cận bình thực hiện chuyến viếng thăm argentina trong khuôn khổ chuyến công du mỹ latin trong đó ông đã thăm brazil và sẽ tới venezuela và cuba